Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, quý vị có thể lắng nghe làn sóng của NPR mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ trên FM 100.3 HD2, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Ngày hôm nay, ngày thứ ba và cũng là ngày 3 tháng 12 năm 2019. Trước khi mà gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết. Ngày thứ ba hôm nay, bầu trời vẫn nhiều mây, những cái ánh nắng của buổi sớm mai xen lẫn rất là nhẹ nhàng. Vẫn lạnh, 40 độ là nhiệt độ hiện tại, và đang có gió Tây Bắc thổi cho tới 20 dặm một giờ. Và trong ngày hôm nay, cơn gió này có thể có lúc thổi tới 25 hoặc là 28 dặm một giờ. Do đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ ba hôm nay, thưa quý vị, chỉ có 48 độ mà thôi. Và buổi tối, 36 độ. Và dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại trong ngày tuần này, thì ngày mai, ngày thứ tư, bầu trời vẫn nhiều mây, nhưng mà nhiệt độ ấm hơn, 51 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày mai, và buổi tối 38 độ. Khi bước qua ngày thứ năm, bầu trời nắng, nhiều nắng, trong sáng hơn, nhưng mà nhiệt độ cũng chỉ ở 48 độ là cao nhất cho ngày thứ năm, và buổi tối thì lạnh hơn, 34 độ. Ngày thứ sáu, bầu trời trở lại nhiều mây, nhưng mà nhiệt độ lại cao hơn, thưa quý vị, tới 52 độ cho ngày thứ sáu. Buổi tối thì lạnh ở ngay độ Đông Đá, chỉ 30 độ. Hai ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, bầu trời rất là đẹp, trong sáng, nắng, nhiệt độ vẫn lạnh, 42 độ, buổi tối 30 độ. Ngày Chủ nhật thì bắt đầu ấm dần hơn, nhưng mà những cái nắng chỉ là những cái nắng rất là nhẹ nhàng. Nhiều mây, âm u, nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật 50 độ. Và buổi tối thì quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon, hơi se lạnh, 44 độ. Đó là thời tiết tại thủ đô Washington cũng như tại miền Đông Bắc mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị. Một ngày thứ ba thật là bình an, hạnh phúc sẽ luôn đến với lại quý vị thính giả của NPR. Và Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào những bản tin trong ngày thứ ba hôm nay với Lê Ngọc. Sự kiện ngày hôm nay mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, thưa quý vị, sinh nhật lần thứ 70 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ sắp sửa khai mạc vào ngày 4 tháng 12 tại Watford, ngoại ô của vùng Bắc London. Nhưng từ hôm nay, ngày 3 tháng 12 thì thưa quý vị, hầu hết những lãnh đạo 29 thành viên của khối NATO đã đến thủ đô của Anh Quốc. Và Tổng thống Donald Trump đã có mặt, cũng như là đệ nhất phu nhân Melania Trump. Và chuyện gì đã xảy ra ngay lập tức khi mà Tổng thống Donald Trump đến London? Ông đã chỉ trích ai? Xin mời quý vị theo dõi. My gosh, if there was one person in all of this who took a beating in the early stages of President Trump's discourse, it was the French president, essentially saying he had no room to criticize NATO, that it was a dangerous thing to do, and pointed to all the problems in France. Nobody needs NATO more than France. And frankly, the one that benefits really the least is the United States. That's why I think that when France makes a statement like they made about NATO, it's a very dangerous statement. Quý vị vừa mới nghe những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump khi ông đến NATO, mà trước khi thượng đỉnh này xảy ra thì các thành viên trong đây cũng đang lo ngại những gì mà Tổng thống Donald Trump ông sẽ lên tiếng ở ngay trong cuộc họp thượng đỉnh này. Thì đúng như vậy, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, quý vị đã nghe, đã công kích ai? Nước Pháp. Ngay bước đầu trong cái bữa tiệc sinh nhật mà nó là tới tuổi 70 của khối NATO, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập NATO đã diễn ra trong một sự chia rẽ, ngoài vấn đề chia rẽ vì bất đồng, và ngay cả những giây phút đầu tiên, Tổng thống Donald Trump ông đã phàn nàn Mỹ đã phải trả quá nhiều tiền và còn lên tiếng chỉ trích nước Pháp. Để giải tỏa phần nào những bất đồng giữa hai bờ Đại Tây Dương và hai bờ Địa Trung Hải,
Tổng thống Pháp và Thủ tướng nước Đức có hai cuộc gặp riêng với lại Tổng thống Donald Trump. Sau đó, lãnh đạo của nước Pháp, Đức và Anh sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi nói đến ông Erdogan thì thật sự, thưa quý vị, NATO đang nghĩ dù rằng Tổng thống Donald Trump họ lo ngại những sự chỉ trích, những sự lên tiếng của ông, nhưng thật sự cái người mà NATO đang lo ngại đó chính là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan. Do đó hiện nay giới phân tích dự báo, và chắc chắn nó là dự báo nhưng chắc chắn thưa quý vị, sẽ có rất nhiều căng thẳng sẽ xảy ra. Cuộc họp thượng đỉnh của NATO đã bị giáng cấp thành hội kiến giữa những nhà lãnh đạo là sự thật, chứ không phải là chỉ là một những câu chuyện từ những ngôn từ, một phần vì thời gian eo hẹp và nhất là vì các nước đồng minh trong khối NATO hiện nay lại nghi kỵ lẫn nhau. Châu Âu thì lo ngại bị Tổng thống Donald Trump bỏ rơi như trường hợp đã xảy ra ở đâu? Đó chính là ở Syria. Vì thế, Liên Âu đã thông báo đóng góp thêm vào chi phí hoạt động của Liên minh để giúp cho Hoa Kỳ giảm bớt đi gánh nặng trong cái bối cảnh mà Tổng thống Donald Trump thẳng thừng lên tiếng đòi đồng minh phải gia tăng ngân sách của quốc phòng. Còn Tây Phương cũng nghi kỵ đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ, nghi kỵ chiến dịch Syria của Ankara và kế hoạch mua hỏa tiễn của nước Nga. NATO đã bị dao động vì nước Pháp và những lời tuyên bố của Tổng thống của nước Pháp, ông Emmanuel Macron, cách đây một tháng đã lên tiếng chỉ trích và phê bình là liên minh đã chết não. Tại London, Tổng thống của nước Pháp, ông Macron, sẽ có thể thẩm định là liệu ông và họ nói đến một cái chữ, thưa quý vị, đó là tổ kiến lửa, có gây tác động mạnh như là mong muốn, cũng như có thể đo lường được mối quan hệ với ai đó, chính là ông Erdogan, Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi ông Erdogan đã đáp trả, cái người bị chết não thật sự chính là Tổng thống Macron. Chỉ mới những cái giây phút đầu mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cái sự tường trình những nhận định, những dự đoán ở khối NATO, thì rõ ràng chúng ta thấy hiện nay khối NATO, các nước thành viên đều có những sự nghi kỵ, những sự chỉ trích và ngay cả những sự đáp trả qua lại với nhau. Đó là sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay mà Lê Ngọc sẽ tiếp tục tường trình đến cho quý vị một cách chi tiết hơn. Các nhà lãnh đạo của NATO trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12, đã có mặt tại London tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh quân sự lớn nhất ở trên thế giới. Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập NATO diễn ra trong cái tình hình mà chúng ta thấy nước Mỹ, thành viên chủ chốt quan trọng nhất của NATO dưới thời của Tổng thống Donald Trump, đang bị đặt một cái dấu hỏi, đó là về cam kết đối với liên minh và thường xuyên tranh cãi với các đồng minh về ngân sách quốc phòng. Tổng thống Trump, ông đã tuyên bố là NATO đã trở nên bất công với Mỹ bởi nước Mỹ phải trả một khoản tiền bất tương xứng. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump cũng có một vài sự ca ngợi cho NATO khi nói liên minh NATO có một sự linh hoạt và sẵn sàng thay đổi theo thời gian. Tổng thống Trump, như Lê Ngọc đã thưa với quý vị, đã chỉ trích ông Macron sau khi mà ông Macron đã có phát ngôn cho rằng NATO đang đối mặt với một cái nguy cơ do sự thờ ơ của nước Mỹ đối với liên minh và NATO đã chết não. Tổng thống Trump lên tiếng và cho rằng là người ta không thể nào phát ngôn bừa bãi như vậy về NATO, như vậy rất là thiếu tôn trọng. Khi mà Tổng thống Donald Trump nói như vậy, thưa quý vị, cũng có nhiều người họ đã tự cười lấy và người ta tự cho rằng Tổng thống Donald Trump nói người mà không biết nhìn lại ta. Không nước nào cần NATO nhiều hơn nước Pháp, và thú thật là cái nước hưởng lợi ít nhất từ NATO đó là nước Mỹ. Đó là những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã chia sẻ, và đồng thời ông công kích tỷ lệ thất nghiệp cao của nước Pháp. Xung đột chính trị xuất phát từ phong trào biểu tình áo khoác vàng ở ngay tại thủ đô Paris cũng như ở rất nhiều thành phố lớn của nước Pháp. NATO, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương,
thành lập từ năm 1949 với một mục đích, đó là một hình thành một liên minh quân sự để chống lại sự mở rộng của Liên Xô ở châu Âu. Và sau sự sụp đổ của Liên Xô, kéo theo một sự tan rã của khối Warsaw vào năm 1991, thì NATO đã dần mở rộng ảnh hưởng sang phía đông của châu Âu, bất chấp sự phản đối của nước Nga sau khi mà Montenegro đã gia nhập NATO vào năm 2017 và số thành viên của tổ chức này đã tăng lên 29. Và hiện nay NATO đang đón sinh nhật của mình ở cái tuổi 70 với quá nhiều những thách thức đối mặt. Dù 70 năm tồn tại là một cái khoảng thời gian, một cái cột mốc rất đáng để cho mọi liên minh quân sự vui mừng, nhưng NATO vẫn giữ một cái tâm thế rất là kín tiếng trước thềm hội nghị cấp cao diễn ra trong ngày mai ở nước Anh, thưa quý vị. Vì rõ ràng chúng ta thấy hiện nay có quá nhiều những sự chia rẽ và những nghi ngờ ở ngay tại đây. Trong khi mà thượng đỉnh NATO sẽ được họp vào ngày mai, thì trong ngày hôm qua, ngày 2 tháng 12, thượng đỉnh khí hậu COP25 đã khai mạc ở ngay tại Madrid. Và trong bài diễn văn khai mạc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khẳng định nhân loại đang đứng trước một ngã ba đường. Ngã ba đường này là gì? Giữ vững niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn và kiên quyết hành động, hoặc là bó tay đầu hàng. Và trước đại diện của khoảng 200 quốc gia, trong đó có hơn 40 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, Tổng thư ký ông Antonio Guterres đã nhấn mạnh đến thời điểm mà ông khẳng định sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 10 năm. Và trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhân loại chúng ta phải lựa chọn giữa hai con đường. Và con đường thứ nhất, đó là con đường chúng ta có phải đầu hàng hay không? Nhân loại sẽ mơ màng như những kẻ mộng du, vượt qua điểm không thể nào vãn hồi mà lại không hay biết. Cùng lúc đó, sự an toàn, sinh mạng của dân chúng trên toàn bộ hành tinh đang bị thách thức một cách rất là nghiêm trọng. Ông Tổng thư ký Antonio Guterres đã đưa ra hình ảnh của những con đà điểu lững thững dạo chơi trong lúc thế giới thì đang bốc cháy. Ngược lại, theo Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Antonio, thì con đường thứ hai đó là con đường của sự hy vọng. Con đường để bảo đảm sự sống còn của nhân loại là rất rõ. Và để làm được điều này thì phải ngừng khai thác năng lượng hóa thạch và đạt được mục tiêu trung hòa về khí thải từ đây cho đến năm 2050, và cũng để kìm hãm nhiệt độ của trái đất tăng không quá 1,5 độ C, hoặc ít nhất là không quá con số 2 độ C. Và ông Tổng thư ký đã tỏ ra thất vọng vì nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho đến nay là hoàn toàn chưa đủ mức. Nhân loại hãy ngừng chống lại thiên nhiên là cốt lõi của thông điệp khẩn thiết khác mà ông đã đưa ra trong ngày khai mạc vào ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Madrid, nơi diễn ra thượng đỉnh khí hậu, không khí có vẻ hết sức trầm lặng. Chính quyền của Tây Ban Nha phải đứng ra đảm nhiệm tổ chức thượng đỉnh thay cho Chile vì không đủ khả năng tổ chức do vấn đề khủng hoảng xã hội đã xảy ra tại Chile. Không thể nói là thượng đỉnh khí hậu COP25 đã gây phấn chấn ở tại Tây Ban Nha. Cũng không có việc sự kiện này bị phản đối. Nhưng đúng hơn, đang được đánh giá là một không khí thờ ơ. Cho dù hiển nhiên là tại Madrid, mọi người tỏ ra tự hào là thành phố của họ đã có thể tổ chức trong một khoảng thời gian rất ngắn cho một cuộc họp thượng đỉnh mà không thường phải mất nhiều tháng để mà chuẩn bị. Có một nghịch lý hiện ra rất rõ. Một bên là hiệu quả về tổ chức và về cơ sở hạ tầng, và bên kia là một thành phố và một đất nước xét về ý thức môi trường hoàn toàn không xứng tầm. Ở Tây Ban Nha và Madrid, rất nhiều người phê phán, thậm chí còn tỏ ra hoài nghi và còn cho rằng là
cảm thấy có một sự bóp méo thông tin thái quá về biến đổi khí hậu, và họ đã tin rằng chắc chắn phải hướng đến một sự phát triển bền vững. Nhưng họ vẫn nghĩ là thông tin trong lĩnh vực này đã bị bóp méo. Và dĩ nhiên là vẫn có những người cảm thấy họ đã bị liên quan tới rất nhiều và tin tưởng. Hội nghị COP25 chính là dịp để cho một cuộc thảo luận rộng rãi hơn và hiểu rằng tiếp theo thỏa thuận khí hậu Paris, hội nghị quốc tế tại Madrid, đó chính là một cái dịp mà cái dịp này rất quan trọng để kiểm điểm về cam kết của những quốc gia trong việc làm như thế nào để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong khi đó, Tây Ban Nha rõ ràng lại không phải là một hình mẫu trong lĩnh vực này. Đại diện có một bà này là một dược sĩ có tên là Immaculada, bà đã bất bình và lên tiếng: Tây Ban Nha đáng nói đến xét về mặt xã hội nhưng không phải về mặt chính trị. Chúng tôi không phải là một quốc gia biết lập pháp để ngăn cản biến đổi khí hậu. Trong khi đó thì Thủ tướng Pedro Sanchez đã cố gắng đưa ra một thông điệp hoàn toàn ngược lại. Thì thị trưởng của Madrid, José Luis Almeida, lại có một cái tuyên bố tạo một điều kiện để các phương tiện giao thông gây ô nhiễm ngay ở trung tâm của thành phố. Và chúng ta cũng biết là ngay cả bà Nancy Pelosi, dù là Tổng thống Donald Trump, ông đã rút ra khỏi Hiệp định Paris cho vấn đề chống biến đổi khí hậu, nhưng chưa có hiệu lực cho đến hết năm tới. Thì bên phía Dân Chủ, bà Pelosi cũng đã có một phái đoàn đến tham dự Thượng đỉnh Khí hậu COP25 tại Madrid. Trở lại về vấn đề NATO, thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump khi ông ở tại London thì ông đã lên tiếng, ông cảnh báo là mọi thứ sẽ trở nên rất là khó khăn với Liên minh châu Âu EU, vì ông đã cho rằng là EU đã đối xử rất là không công bằng với là Mỹ. Do đó, trừ khi mà khối EU định hình được đường lối, chính sách trong vấn đề thương mại, đó là lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump với báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở London. Tổng thống Trump đã cho rằng EU đang đối xử rất là không công bằng với Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Ông nêu rõ thâm hụt thương mại của châu Âu với Mỹ trong nhiều năm qua là vô cùng to lớn, đồng thời còn cho rằng EU đang tận dụng những lợi thế về thương mại. Tổng thống Trump khẳng định là Washington sẽ không để cho những điều này tiếp tục xảy ra. Và Tổng thống cũng không quên đề cập tới Trung Quốc. Ông tuyên bố ông không có thời hạn chót cho việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, song khẳng định tốt hơn là nên đợi cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020. Thông điệp gì mà Tổng thống đã nói khi ông nhắc đến chuyện này là đợi đến sau kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào sang năm. Sau những tuyên bố của ông Trump, cổ phiếu ở châu Âu và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ngay lập tức đã bị ảnh hưởng, thưa quý vị, và ảnh hưởng xấu, đã bị rớt giá. Các nhà đầu tư hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc có thể tránh cái vấn đề leo thang căng thẳng thương mại, vốn đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế không riêng gì của hai nước, mà ngay cả ảnh hưởng của trên toàn thế giới. Hiện nay, cho tới thời điểm hôm nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 công bố hồi tháng 10 vừa mới qua. Do đó đã làm dấy lên một cái sự quan ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa hai nước. Và nhất là sau khi Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký thành đạo luật về dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông. Trong khi đó, cái mâu thuẫn thương mại đã phủ bóng đen lên cái quan hệ lần này giữa Mỹ và ngay cả khối EU, sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng vừa mới đây hồi tháng 10 đã áp đặt thuế trừng phạt đối với hàng hóa trị giá 7,5 tỷ Mỹ Kim cho khối EU.
và ông Trump vẫn tiếp tục đe dọa sẽ áp đặt những mức thuế đối với xe hơi nhập khẩu của khối EU nhằm bảo vệ ngành chế tạo xe hơi. Đó cũng là một biểu tượng ngành công nghiệp của nước Mỹ. Và tiếp tục khi mà nói đến Mỹ và khối EU, thì thưa quý vị, cái cách để mà giải quyết cái quan hệ giữa hai nước siêu cường Mỹ và Trung Quốc, đó cũng chính là một cái thách thức đối với lãnh đạo mới của khối EU. Khi mà nói đến khối EU thì chúng ta không thể nào mà không nói đến cái vụ Brexit, vụ ly hôn Brexit của nước Anh, giải quyết cái quan hệ căng thẳng với hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ cùng với vấn đề Brexit. Đó là hai trong số những thách thức đối với dàn lãnh đạo mới của khối Liên minh châu Âu EU. Ekip lãnh đạo mới của EU vừa mới chính thức nhậm chức trong ngày 1 tháng 12 và với cái sự nhậm chức mới này chậm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra, thì tham vọng của những nhà lãnh đạo của EU là xây dựng một châu Âu đoàn kết và sẵn sàng đương đầu với những thách thức mới, trong đó có cả vấn đề biến đổi khí hậu. Rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng của nước Đức, bà Ursula von der Leyen, trong ngày 1 tháng 12, bà đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đánh dấu một sự kiện này là buổi lễ ngắn gắn ra với lễ ra mắt những cộng sự của bà von der Leyen, trong đó có Chủ tịch của Hội đồng Liên minh châu Âu Charles Michel. Bà von der Leyen đã cho rằng những viên chức mà ngồi đây ngay tại buổi lễ ra mắt, kể cả Chủ tịch Ngân hàng Trung ương của châu Âu, đó là bà Christine Lagarde, thì cần phải thấy được một cái trách nhiệm, mà trách nhiệm này lại là một cái trách nhiệm rất là lớn lao, là những người bảo vệ những hiệp ước của khối EU. Đây là một cái trách nhiệm đối với người dân châu Âu, với cả những người tiền nhiệm và những lớp kế cận. Trách nhiệm của chúng ta đó là xây dựng một liên minh mạnh hơn, một lục địa hòa bình với những quyền tự do, một thị trường thống nhất với cơ hội kinh tế chưa từng có. Đó là những gì mà bà von der Leyen đã nhấn mạnh. Cựu tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Christine Lagarde, là người vừa mới nhậm chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương của châu Âu vào tháng trước, thì lại lên tiếng và cho rằng EU chỉ vừa mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ rất là nghiêm trọng, do đó cần phải hướng về tương lai, và đây là một thách thức ghê gớm đang chờ đợi. Nhưng bà Christine Lagarde đã hy vọng là có thể dứt ra khỏi giai đoạn thay đổi EU để trở thành một EU của đổi mới và một EU của hy vọng. Bà von der Leyen, bà này là người thay thế cựu chủ tịch Jean-Claude Juncker, sẽ lãnh đạo nhóm các cao ủy thành viên mới với một cái tham vọng là biến châu Âu thành siêu cường về chính sách phát triển xanh. Chủ tịch của Nghị viện châu Âu là ông David Sassoli thì cho biết Nghị viện sẽ tổ chức một phiên họp bất thường vào ngày 11 tháng 12 trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của khối EU để tiếp nhận những đề xuất đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu và Ủy ban châu Âu theo một cái thỏa thuận mang tên Green New Deal, thỏa thuận mới xanh. Lễ nhậm chức của tân chủ tịch của Ủy ban châu Âu lẽ ra là được tiến hành vào tháng trước đây, vào tháng 11 ngày 1, nhưng cuối cùng là bị trì hoãn sau khi ba trong số những viên chức được giới thiệu vào Ủy ban châu Âu đã bị gạt ra trong quá trình phê chuẩn của Nghị viện. Và thưa quý vị, những gì mà đang xảy ra ở ngay tại London của nước Anh đó chính là những trọng tâm mà giới báo chí đang để ý tới. Thì thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, thì cũng lại vừa mới lên tiếng cho biết, để mà chúng ta thấy là khối EU hay là NATO họ nhận định về Trung Quốc như thế nào. Ông đã nói rằng Liên minh NATO cần phải giải quyết những thách thức và cơ hội mà Trung Quốc, mà theo khối NATO đang đánh giá là một quốc gia ngày càng hùng mạnh đặt ra. Song ông còn nói thêm rằng liên minh quân sự 29 thành viên này không muốn làm kẻ thù
của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Stoltenberg với giới phóng viên của tờ báo CNBC tại London. Ông còn nêu rõ rằng những gì chúng ta thấy đó là sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực trên toàn thế giới và sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế và về cả quân sự mang đến một số cơ hội, nhưng những cái cơ hội này thì bên cạnh cũng lại có một số thách thức lớn. Ông Stoltenberg còn cho biết là NATO sẽ không can dự vào một khu vực như là Biển Đông trong cái bối cảnh Trung Quốc đang tham gia vào những dự án kinh tế và quân sự gần hơn với châu Âu. Và Biển Đông, đó là khu vực đang có quá nhiều những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và rất nhiều quốc gia khác. Không có khả năng là NATO sẽ tiến vào Biển Đông, nhưng NATO phải giải quyết một thực tế, đó là Trung Quốc đang tiến đến gần chúng ta hơn với việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Chúng ta nhìn thấy Trung Quốc nào là ở châu Phi, ở Bắc Cực, trong một cái không gian mạng mà Trung Quốc hiện đang có một ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới. Và ông còn lưu ý rằng, thời gian gần đây, Trung Quốc đã thể hiện rất nhiều khả năng quân sự hiện đại mới. Trong đó, ông nêu ra nào là những hỏa tiễn tầm xa liên lục địa có thể vươn tới châu Âu và Bắc Mỹ. Vì thế, NATO cần đưa vấn đề này ra trong cuộc họp của NATO ngay tại London để cùng nhau tìm cách thức đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, thì ông đã không ngại ngùng nhấn mạnh nói rằng liên minh quân sự NATO không muốn tạo ra những kẻ thù mới và đồng thời cho biết miễn là các đồng minh NATO, chúng ta cần phải sát cánh cùng nhau và chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ và an toàn. Đến giờ, chúng ta vẫn là một liên minh quân sự mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thì có nhiều chuyên gia họ đã tin rằng NATO cần phải tiếp cận mang tính phối hợp và cụ thể hơn đối với Trung Quốc. Đó là quốc gia đang trỗi dậy về mặt kinh tế và năng lực quân sự trong vài thập kỷ qua. Và dẫn lời của một chuyên gia nhận định, thì những cuộc thảo luận của NATO về Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mà quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và NATO đang gặp nhiều khó khăn, cùng với những cuộc tranh luận giữa các nước phương Tây về mối quan ngại về an ninh do việc Trung Quốc đã cung cấp công nghệ cho mạng 5G có thể gây ra nhiều căng thẳng hơn trong liên minh của NATO. Và mặc dù thảo luận về sự trỗi dậy của Trung Quốc trong những cuộc họp của NATO là một sự kiện rất quan trọng và đáng được hoan nghênh, nhưng bên cạnh đó thì chính những vấn đề này nó cũng mang đến một cái nguy cơ chia rẽ sâu sắc hơn là hàn gắn về mặt chính trị. Đó là những gì mà cố vấn cao cấp về vấn đề chính trị và chiến lược tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IIS Sarah Rain đã cho biết sau lời tuyên bố của ông Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa mới cho biết trong ngày hôm qua trước ngày mở ra hội nghị thượng đỉnh của NATO. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và sau đó Lê Ngọc sẽ trở lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR được phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho ba vùng DC, Maryland, Virginia. Và thưa quý vị, trong sau mùa lễ tạ ơn thì chúng ta đã bắt đầu sửa soạn để mà đón chào mùa lễ Giáng sinh và năm mới. Thì thưa quý vị, tòa Bạch Ốc đã trang trí Giáng sinh như thế nào? Thì đệ nhất phu nhân Melania Trump đã hé lộ một cái khung cảnh Giáng sinh tại tòa Bạch Ốc được trang trí theo một cái chủ đề mà nước Mỹ thường thường chúng ta nói là một cái theme, đó là tinh thần của nước Mỹ.
với một cái tinh thần mà để chúng ta đón chào như vậy, Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những cái tin tức nó nhẹ nhàng, nó vui hơn trước khi mà chúng ta bước vào những cái sự tranh cãi ở ngay tại nước Mỹ, một cái sự chia rẽ mà chúng ta thấy nó càng ngày nó càng dâng cao. Thì trong mùa Giáng sinh của năm nay, bà Melania Trump đã nói bà muốn vinh danh những người đã định hình đất nước của chúng ta và biến thành nơi mà chúng ta tự hào để mà gọi là nhà. Đây là cái thông cáo qua lời của bà Melania Trump của Tòa Bạch Ốc ngay trong ngày đầu của tháng 12. Nếu mà quý vị theo dõi Twitter của đệ nhất phu nhân Melania thì quý vị cũng sẽ thấy được một video ngắn cùng với một thông điệp tinh thần nước Mỹ đang tỏa sáng ở Tòa Bạch Ốc. Và bà Melania Trump vui mừng được chia sẻ, triển lãm những cái hình ảnh tuyệt đẹp, và trong đó để cho chúng ta có thể thấy được lòng yêu nước cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và háo hức cho mọi người trải nghiệm vẻ đẹp của mùa Giáng sinh. Bà Melania Trump được biết là bà đã bắt đầu lên kế hoạch trang trí Giáng sinh từ hồi tháng 7, và những vật phẩm trang trí trong đó gồm có tới 58 cây thông, hơn 15.000 chiếc nơ và hơn 2.500 dây đèn. Cây thông Giáng sinh chính thì được chuyển từ tiểu bang nào thưa quý vị? Đó chính là từ Pennsylvania, tới vừa mới đây trong tuần trước, cao tới 5 thước 6, đặt ở ngay tại trung tâm phòng xanh và trang trí bằng hoa giấy thủ công, tượng trưng cho những loài hoa của 50 tiểu bang. Trong khi đó, cây thông ở bên phía cánh đông thì được gắn với những ngôi sao màu vàng và rêu băng yêu nước để vinh danh những gia đình có người thân hy sinh khi mà phụng sự cho đất nước Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, những cái loại bánh gừng hình tòa bạch ốc đã được đặt trong quốc phòng bao quanh là những danh thắng khác của nước Mỹ. Trong đó quý vị sẽ thấy được tượng nữ thần của tự do và cái cầu cổng màu vàng do đội ngũ thợ làm bánh của tòa bạch ốc thực hiện. Và tòa bạch ốc sẽ mở cửa trong suốt tháng này, tháng 12, cho chúng ta người dân và du khách vào tham quan khung cảnh của Giáng sinh. Thì quý vị có thể lên trang Twitter của đệ nhất phu nhân Melania Trump và quý vị sẽ theo dõi được những cái hình ảnh mà Lê Ngọc vừa mới kể lại cho quý vị, để quý vị thấy được là bà Melania Trump đã trang hoàng tòa bạch ốc, tạo ra một cái không khí của Giáng sinh như thế nào, thưa quý vị. Rất là trang nhã, rất là đẹp, và đã tạo cho mọi người khi mà đến một cái cảm hứng để mà đón chào mùa Giáng sinh. Đó là những gì mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị để tạo một cái không khí của mùa Giáng sinh và đón năm mới trong những ngày đầu của tháng 12. Nhưng mà thưa quý vị, rất tiếc là khi mà chúng ta bước vào những cái tin tức mà liên quan đến vấn đề chính trị thì lại có thể làm một cái sự chia rẽ. Nước Mỹ chúng ta đang bước vào một cái tuần lễ chia rẽ, đó là cái tuần lễ để luận tội Tổng thống Donald Trump. Thì bên cạnh đó thưa quý vị, những bên chống và ủng hộ đã tạo ra cái sự chia rẽ này như thế nào khi mà Hạ viện Mỹ bước vào một cái tuần lễ mang một cái tính cách bước ngoặt của quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump, do đó phải đối mặt với một cái viễn cảnh chia rẽ đảng phái khó khăn hơn bao giờ hết. Bên phía Dân Chủ thì một số thành viên bên đảng Dân Chủ đã từng hy vọng là sẽ làm lung lay những người bên đảng Cộng Hòa, giờ đang đối mặt với một cái viễn cảnh chia rẽ đảng phái đầy thách thức trước ngày cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Hạ viện Mỹ để có thể đẩy Tổng thống Donald Trump có thể trút vé ông hay không ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Thì trong tối ngày hôm qua, sau một cái cánh cửa đóng kín, thì các nhà lập pháp lần đầu tiên họ xem xét được báo cáo luận tội từ Ủy ban Tình báo của Hạ viện mà dự kiến được công bố trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12. Báo cáo này đang được kỳ vọng là sẽ giúp cho bên đảng Dân Chủ củng cố những cáo buộc cho rằng Tổng thống Donald Trump đã có hành vi sai trái khi mà ông dùng cái số tiền viện trợ quân sự để mà đe dọa ép buộc Ukraine phải điều tra bên phía đảng Dân Chủ với cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Đối với những người bên đảng Cộng Hòa
thì quá trình này chỉ đơn giản là một trò lừa bịp, và ngay cả chính Tổng thống Donald Trump ông luôn lên tiếng khẳng định là ông không làm gì sai và những đồng minh bên đảng Cộng Hòa đang đứng về phía ông thì vẫn tiếp tục ủng hộ. Và những người bên đảng Cộng Hòa đã lên tiếng như thế nào thì Lê Ngọc cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Và trong cuối ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump ông đã lên Twitter phàn nàn như những gì mà ông đã thường nói mọi ngày về tất cả những gì đang xảy ra cho chính Tổng thống Donald Trump. Và rồi chính ông cũng đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta có thể đi đến tòa án tối cao để chấm dứt chuyện này hay không? Tất cả đều đang sôi sục trước bài kiểm tra lịch sử về phán quyết chính trị trong một vụ việc đang chia rẽ quốc hội của Mỹ và đất nước. Và trong ngày hôm qua, khi mà ông lên máy bay để mà ông đi London tham dự thượng đỉnh NATO, ông Trump cũng đã ngay lập tức không quên chỉ trích Hạ viện vì đã tiến hành quá trình luận tội trong khi mà Tổng thống đang đi ra nước ngoài, vi phạm quy định bất thành văn trong chính trị rằng những bất đồng đảng phái nên được tạm gác lại khi mà Tổng thống công du làm ảnh hưởng đến những gì mà ông đang điều hành đất nước khi mà ông đi ra ngoài. Tổng thống Donald Trump đang dự đoán là đảng Cộng Hòa sẽ là những người thực sự được hưởng lợi từ toàn bộ nỗ lực luận tội chống lại ông, dù đây là một sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta. Đó là những gì mà Tổng thống đã lên tiếng. Còn đối với bên đảng Dân Chủ thì hiện nay Chủ tịch bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, đang phải đối mặt. Bà phải làm như thế nào với một cái bài kiểm tra mà người ta nói đây là một bài kiểm tra quan trọng về khả năng lãnh đạo của bà trong khi thúc đẩy cái quá trình luận tội. Trước đây, cái thời gian trước đây mà nhất là trong suốt mùa hè thì chúng ta cũng đã từng nghe là bà Nancy Pelosi, bà đã lên tiếng là bà không muốn luận tội Tổng thống Donald Trump, cũng cảnh báo rằng một cuộc điều tra luận tội sẽ gây ra sự chia rẽ lớn và cần có một sự ủng hộ từ cả hai đảng, lưỡng đảng. Bà đã nói với các phóng viên tại Hội nghị quốc tế về khí hậu ở Madrid, bà từ chối trả lời những câu hỏi về việc luận tội. Bà nói rằng khi mà chúng tôi đi nước ngoài, chúng tôi không nói về Tổng thống một cách tiêu cực. Chúng tôi để việc đó về lại nhà rồi mới nói. Các nội dung trong những cáo trạng luận tội có thể được đưa ra trong tương lai xoay quanh việc là liệu Tổng thống Donald Trump ông có lạm dụng chức vụ để gây sức ép lên cho ông Tổng thống Zelensky của Ukraine trong cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 7 và buộc ông Zelensky phải mở cuộc điều tra đối với đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, đó là cựu Phó Tổng thống Joe Biden mà chúng ta đã biết trong những thời gian vừa mới qua. Và khi đó thì cái số tiền 400 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự gây nguy hiểm cho việc hỗ trợ Ukraine đối với lại nước Nga ở biên giới mà Tổng thống Donald Trump đã giữ lại để mà uy hiếp ông Zelensky, thì điều đó có đúng hay không? Báo cáo từ Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng được cho là bao gồm những tài liệu mà bên phía đảng Dân Chủ nói rằng cho thấy hành vi ngăn cản quốc hội dựa trên những sự chỉ đạo của chính Tổng thống Donald Trump đối với cấp dưới nhằm thách thức trác tòa yêu cầu cung cấp tài liệu và lời khai. Giai đoạn tiếp theo của quá trình luận tội sẽ bắt đầu vào ngày mai, ngày 4 tháng 12, khi mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện tổ chức những phiên điều trần của riêng họ trước cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện, dự kiến sẽ được diễn ra trước ngày lễ Giáng sinh, và sau đó Thượng viện có thể mở phiên tòa vào đầu năm, vào tháng 1. Những người bên phía Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết, báo cáo đã được tổng hợp sau nhiều tuần đã lấy lời khai từ các nhà ngoại giao và các viên chức chính quyền hiện tại cũng như là trước đây sẽ tự nói lên những hành động của Tổng thống Donald Trump đối với lại Ukraine. Trước khi mà báo cáo được công khai, Đảng Cộng Hòa đã sẵn sàng với tài liệu phản bác, và tài liệu này dài 123 trang của riêng bên phía Đảng Cộng Hòa. Trong đó thì tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy là Tổng thống Trump đã gây áp lực với lại ông Zelensky. Thay vào đó thì bên phía Đảng Cộng Hòa đã nói là Đảng Dân Chủ chỉ muốn đảo ngược kết quả cuộc bầu cử của năm 2016
và Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ cáo buộc của nhân chứng về những trò ngoại giao trong bóng tối do luật sư riêng của Tổng thống Trump, đó chính là ông Rudy Giuliani, đã điều hành. Và họ cũng đã dựa vào việc ông Trump một mực khẳng định rằng ông chỉ quan tâm đến vấn đề tham nhũng ở Ukraine, dù là bản ghi chép của Tòa Bạch Ốc về cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 không một lần nào mà đề cập đến từ này, thưa quý vị, đó là từ tham nhũng ở Ukraine. Do đó, một cái báo cáo từ những hạ nghị sĩ mà nổi bật nhất đó là Devin Nunes của tiểu bang California, Jim Jordan của tiểu bang Ohio và Michael McCall của tiểu bang Texas đã nói ra là bên phía Dân Chủ đang cố luận tội Tổng thống Donald Trump vì một số viên chức không qua bầu cử đã nói đi nói lại về cách tiếp cận không theo lệ thường của một vị Tổng thống dân cử trong lĩnh vực ngoại giao. Và do đó, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đã nói rằng đó chỉ là một trò lừa bịp, đã chỉ ra những bình luận gần đây của ông Zelensky như là bằng chứng cho thấy là chính Tổng thống Trump không làm gì sai. Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với ông Trump theo kiểu một vụ đổi trác. Nhưng ông Zelensky không khẳng định là Tổng thống Trump không làm gì sai. Thực tế thì ông đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ về hành động của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Times. Ông Zelensky đã nói là trong bối cảnh mà Ukraine đang xung đột với nước Nga, thì những đối tác của Ukraine không thể ngăn chặn bất cứ thứ gì đối với lại chúng tôi. Dự kiến vào ngày 4 tháng 12, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ triệu tập những chuyên gia pháp lý và lấy ý kiến của những người này, cùng với báo cáo của Ủy ban Tình báo sẽ bắt đầu đặt một nền móng cho cáo trạng luận tội có thể được đưa ra. Do đó, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng và ông chỉ trích mạnh mẽ là trong khi mà ông đi Luân Đôn để tham dự sinh nhật 70 năm của khối NATO, thì ở ngay tại nước Mỹ, ở tại đất nước của chính Tổng thống Donald Trump, vào ngày mai thì lại triệu tập những chuyên gia pháp lý để mà khởi sự cái vấn đề luận tội ông. Đảng Dân Chủ có thể bắt đầu soạn thảo cáo trạng luận tội chống lại Tổng thống Trump trong vài ngày, với việc bỏ phiếu trong Ủy ban Tư pháp vào tuần tới. Trong khi đó thì bên phía Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban do hạ nghị sĩ đó là Doug Collins của tiểu bang Georgia dẫn dắt thì có một kế hoạch dựa vào những bước đi mang tính cách thủ tục để làm gì? Để trì hoãn quá trình và miêu tả cuộc điều tra luận tội vẫn là một trò lừa gạt. Tòa Bạch Ốc thì quý vị cũng đã nghe Lệ Ngọc tường trình đã từ chối lời mời tham gia, và luật sư Pat Cipollone đã lên án quá trình đang diễn ra là một cuộc điều tra vô căn cứ và còn mang tính cách bè phái trong một lá thư gửi đến chủ tịch của Ủy ban Tư pháp, ông Jerry Nadler. Do đó chúng ta thấy rõ ràng là, thưa quý vị, nước Mỹ chúng ta đang ở trong một cái tình trạng chia rẽ đang dâng cao. Còn Tổng thống Donald Trump trước đó cũng ngụ ý rằng ông có thể sẵn sàng đưa ra lời khai bằng văn bản trong một số điều kiện nhất định, mặc dù các phụ tá cho rằng họ không nghĩ Đảng Dân Chủ sẽ đồng ý với họ. Hai bên đều nói qua nói lại, nhưng trước mắt thì chúng ta không bao giờ thấy Tổng thống Donald Trump ông ra để mà ông có thể tự nói cho mình, hoặc là ngay cả với những cái lời mời từ bên phía Đảng Dân Chủ thì cái câu trả lời vẫn là cho chúng ta thấy không ra. Thư không tham dự của luật sư của Tòa Bạch Ốc chỉ áp dụng cho phiên điều trần vào ngày mai, ngày 4 tháng 12. Và ông luật sư Cipollone cũng đã yêu cầu thêm thông tin từ bên phía Đảng Dân Chủ về cách dự định tiến hành như thế nào những phiên điều trần tiếp theo, trước khi mà Tổng thống Trump có thể quyết định là có tham gia hay không. Riêng hạ nghị sĩ Nadler trong ngày hôm qua đã nói, nếu Tổng thống Trump thực sự nghĩ rằng cuộc điện đàm của ông với Ukraine là không có gì sai trái, là hoàn hảo như những gì mà Tổng thống liên tục khẳng định, ông sẽ cung cấp được thông tin bào chữa để bác bỏ chứng cứ áp đảo về việc ông lạm quyền, thì Tổng thống cứ đưa ra. Quy định của Hạ viện cho phép Tổng thống và luật sư của Tổng thống kiểm tra, chéo qua lại những nhân chứng
và xem xét bằng chứng trước ủy ban, nhưng rất ít khả năng đưa ra những nhân chứng của chính bên Tổng thống Donald Trump. Khi hỏi là tại sao mà Tổng thống không để luật sư của mình tham gia, thì quý vị biết là Tổng thống đã trả lời như thế nào trong ngày hôm qua. Tổng thống chỉ nói, bởi vì toàn bộ sự việc chỉ là một trò lừa bịp và mọi người đều biết điều đó. Trong khi cái con số của người dân Mỹ mà nói rằng họ thật sự muốn biết sự thật và họ thật sự muốn xem coi điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump là đúng hay sai, thì chúng ta không bao giờ thấy được những gì từ bên phía Tổng thống Donald Trump để chứng minh là mình không làm gì sai. Mà thật sự người ta nói Tổng thống Donald Trump chỉ chối và chỉ nói rằng đó là một trò lừa bịp mà thôi, chứ không bao giờ mà có thể đưa ra những bằng chứng để cho người dân Mỹ biết đâu là sự thật. Và tiếp tục thì thưa quý vị, ngay cả ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông cũng lên tiếng, ông chỉ trích Hạ viện vì cái kế hoạch luận tội Tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng ông lấy làm tiếc khi mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện tổ chức phiên điều trần vào ngày mai, ngày 4 tháng 12, cùng với lúc mà Tổng thống Donald Trump, ông đang công du nước ngoài. Thì hãng thông tấn AP đã đưa ra một cái bản tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Hạ viện Mỹ về việc là lên kế hoạch tổ chức những phiên điều trần trong khi mà Tổng thống đang ở nước ngoài. Đó là những gì nếu mà quý vị theo dõi chương trình truyền hình Fox and Friends, thì ông Pompeo đã phát biểu. Ông lấy làm tiếc khi mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện tổ chức phiên điều trần ngày 4 tháng 12, cùng lúc với Tổng thống Donald Trump đang đại diện cho nước Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tuần này ở tại London của nước Anh. Theo Ngoại trưởng Pompeo, thì có một truyền thống lâu đời về sự ủng hộ đối với một vị tổng thống khi mà vị này đang công du nước ngoài và không nên bị phân tâm bởi những vấn đề trong nước trong khi đang thảo luận về những vấn đề quốc tế với các đồng minh. Ngoài ra thì ông Pompeo cũng đã từ chối nói về kế hoạch từ chức Ngoại trưởng Mỹ để mà tham gia cuộc chạy đua giành một ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang Kansas. Mà khi quý vị, nếu mà quý vị để ý trong những cái thời gian vừa mới qua đây, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, khi mà có những đồn đoán là một viên chức cao cấp nào của Tổng thống sẽ có thể từ chức hay là bị đuổi, thì chúng ta sẽ thấy trong một thời gian sau sự việc đó sẽ trở ra thành sự thật. Thì thật sự Ngoại trưởng Mike Pompeo có từ chức hay không, thời gian cũng sẽ trả lời cho chúng ta biết điều này. Thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng, ông dọa kiện bên đảng Dân Chủ ra tòa tối cao để mà dừng cuộc điều tra luận tội ông. Vì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngay sau khi tới nước Anh để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong 2 ngày mà Lê Ngọc đã tường trình đến cho quý vị, ông Trump đăng tải trên Twitter rằng ông đã đọc bản báo cáo của những nghị sĩ trong đảng Cộng Hòa bảo vệ ông trước cuộc luận tội của Hạ viện. Và ông rất là vui mừng. Nguyên văn Tổng thống Twitter: "Tôi chỉ vừa mới hạ cánh ở nước Anh và trên đường tới London dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày mai. Và trước khi hạ cánh, tôi đã đọc được bản báo cáo của bên phía đảng Cộng Hòa về trò lừa đảo luận tội. Làm tốt lắm." Tổng thống Donald Trump ông đã Twitter cho biết, và đồng thời đặt câu hỏi liệu ông và đảng Cộng Hòa có nên đưa việc này ra tòa án tối cao để chấm dứt cuộc điều tra luận tội hay không. Cái dòng Twitter này đánh dấu lần Twitter lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump nêu khả năng đưa vụ việc luận tội ông ra tòa án tối cao để chuyển hướng cái cuộc điều tra luận tội. Chúng ta biết là hiện chưa có tiền lệ một vị tổng thống đưa vụ kiện luận tội ra tòa án tối cao, và các chuyên gia pháp lý trước đó cũng đã khẳng định rằng các vị thẩm phán không thể xét xử một vụ kiện như vậy. Bình luận của Twitter trên của Tổng thống cũng đưa ra trong cái tình hình mà tiến trình điều tra luận tội của Tổng thống Donald Trump đã bước vào giai đoạn mới, trong khi Tổng thống Donald Trump đang tham dự với cuộc họp với các nhà lãnh đạo nước ngoài tại London của nước Anh. Và những nghị sĩ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện
cũng đã bắt đầu xem lại bản tóm tắt những bằng chứng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump đã thu thập được trong thời gian qua và sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay để mà có thông qua bản báo cáo này rồi chuyển tới Ủy ban Tư pháp hay không. Và một lần nữa thưa quý vị, Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong ngày 4 tháng 12 sẽ tổ chức phiên tòa luận tội đầu tiên mang một cái tên Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald J. Trump, các cơ sở hiến pháp để luận tội Tổng thống. Và Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ nghe tham vấn của rất nhiều học giả luật pháp về vấn đề mà bên phía đảng Dân Chủ nêu ra là liệu tất cả những bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra luận tội có đủ để phát thảo các điều khoản luận tội nhằm bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump hay không. Và một lần nữa cho tới ngày hôm nay thì Tòa Bạch Ốc đã cho biết là sẽ không tham gia vào phiên điều trần này, mặc dù cũng không bác bỏ khả năng sẽ tham gia vào những phiên tòa luận tội trong tương lai. Bên cạnh đó, các nghị sĩ bên đảng Dân Chủ trong Hạ viện đang xem xét việc Tổng thống Trump gây sức ép để Ukraine tiến hành những cuộc điều tra có phải là hành động lạm quyền hay không. Thì thưa quý vị, tất cả những vấn đề này chúng ta hằng ngày chúng ta sẽ theo dõi, ghi nhận để xem thật sự hư thực nó sẽ về đâu, trong khi mà một bản báo cáo dài ở từ bên phía đảng Cộng Hòa 123 trang cũng công bố trong ngày hôm qua nhận định Tổng thống Trump không làm bất cứ điều gì sai trái và hành động của Tổng thống đặt vào cái bối cảnh cái tình hình ở Ukraine là hoàn toàn khôn ngoan. Mỗi ngày chúng ta sẽ tìm hiểu và sẽ xem thật sự nó như thế nào. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề bầu cử của năm 2020 thì bắt đầu lại càng gay go hơn thưa quý vị. Khi mà ủy ban tranh cử bên phía Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng sẽ không cho news nào thưa quý vị, đó là Bloomberg News đến để mà tường thuật. Chưa chi quý vị đã thấy đấu đá rồi nha. Thì tin từ New York của hãng thông tấn AP, ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua thứ Hai 2 tháng 12 đã lên tiếng nói rằng ngưng cho những phóng viên của Bloomberg News được đến tường thuật trong những buổi sinh hoạt gặp gỡ cử tri của họ, vì có một cái sự mà theo ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump là sự thiên lệch, một cáo buộc đã bị cơ quan truyền thông bác bỏ. Quyết định này được đưa ra một tuần sau khi mà người sáng lập của cơ quan truyền thông Bloomberg News nghe nói như vậy, là chúng ta cũng đã biết đó là nhà tỷ phú Michael Bloomberg đã chính thức loan báo là ông sẽ nỗ lực vận động để đại diện cho bên phía đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống đối đầu với lại Tổng thống Trump. Bloomberg News, đó là cơ quan truyền thông do vị cựu thị trưởng New York thành lập vào năm 1990, lên tiếng cho rằng họ sẽ không điều tra cá nhân của ông Bloomberg hay là các đối thủ của ông trong đảng Dân Chủ, nhưng sẽ tiếp tục soi mói chính phủ của Tổng thống Donald Trump vì là những người đang cầm quyền. Đó là cái điều mà khiến cho bên phía đảng Cộng Hòa không hài lòng, và giám đốc của Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Brad Pascal đã nói rằng đây là một quyết định không đúng và công khai cho thấy là có sự thiên vị. Do đó, ông Brad Pascal đã nói với các phóng viên của Bloomberg News từ nay sẽ không được đến dự những cuộc họp do ủy ban tổ chức cho tới khi nào mà chính sách nêu trên được rút lại. Chủ biên của Bloomberg News đó là ai? Ông John McElwee lên tiếng cho rằng cáo buộc của Brad Pascal là không đúng sự thật. Thưa quý vị, theo lời của ông John McElwee nói rằng là họ đã tường thuật về ông Donald Trump một cách công bằng, fair và không thiên lệch kể từ khi mà ông Donald Trump là ứng cử viên từ năm 2015 và cũng sẽ tiếp tục làm điều đó cho dù rằng có những giới hạn do Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump đưa ra. Quý vị đã thấy có một sự đấu đá rồi nha thưa quý vị. Trong khi đó, ở bên Google thì như thế nào? Google, YouTube của hơn 300 quảng cáo của Tổng thống Donald Trump đã bị gỡ xuống. Làm thế nào để giải quyết quảng cáo chính trị trên phương tiện truyền thông xã hội?
đó đã trở thành một mối quan tâm ngày càng gia tăng khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến gần. Facebook thì từ chối xóa quảng cáo về việc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump với thông tin sai lệch về đối thủ Joe Biden. Mặc dù quảng cáo chính trị trên phương tiện truyền thông xã hội không tuân thủ những quy tắc khác với quảng cáo chính trị trên đài truyền hình TV. So với TV thì quảng cáo trực tuyến có thể lan truyền với một cái tốc độ đáng báo động nha thưa quý vị. Nó tăng một cách rất là nhanh chóng, đã được hỗ trợ bởi vấn đề kỹ thuật technologies, những cái digital technologies hiện tại có thể xác định được đối tượng mục tiêu ở một cái tốc độ và ở một cái quy mô rất là lớn và truyền đi rất là nhanh. Thì vào tháng 10, đáp lại một mối quan tâm cơ bản, Twitter cũng tuyên bố là sẽ cấm quảng cáo chính trị trên nền tảng của Twitter. Google và công ty con YouTube không cấm những quảng cáo này, nhưng công ty tháng trước cũng đã đưa ra những điều chỉnh và làm rõ chính sách của Google và YouTube. Trong một cuộc phỏng vấn trên 60 phút thì giám đốc điều hành của YouTube, đó là bà Susan Wojcicki, cho biết quảng cáo của cả Trump, Biden gây tranh cãi, không vi phạm chính sách của họ. Phóng viên Leslie Stahl đã hỏi bà Susan Wojcicki rằng là đã gỡ bỏ bất kỳ quảng cáo nào của Tổng thống Donald Trump chưa? Thì CEO của YouTube đã trả lời có những quảng cáo của Tổng thống Donald Trump không được chấp thuận để chạy trên Google hoặc YouTube. Và khi được nhấn vào nói đến một ví dụ, thì bà Susan Wojcicki đã trả lời, chúng có sẵn trong báo cáo rất là minh bạch của Google. Đáp lại những lo ngại được nêu ra sau kỳ bầu cử trước đây vào năm 2016, Google và YouTube, Facebook đã giữ một kho lưu trữ có thể tìm kiếm những quảng cáo chính trị đã chạy trên trang web của họ và đã xem xét kho lưu trữ để tìm hiểu thêm về quảng cáo chính trị có vấn đề của Tổng thống Donald Trump. Và những phóng viên này đã cho biết là họ đã thấy có hơn 300 quảng cáo video đã bị Google và YouTube gỡ xuống. Tại sao? Vì những cái quảng cáo của Tổng thống Donald Trump đã vi phạm chính sách của công ty của họ. Nhưng cái kho lưu trữ không nêu chi tiết là chính sách nào đã bị vi phạm. Có phải là nó đã vi phạm bản quyền hay không? Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã biết qua cái bản tin của hãng thông tấn AP là đã có hơn 300 quảng cáo của Tổng thống Donald Trump đã bị Google và YouTube gửi xuống. Trong khi đó thì thưa quý vị, trở lại khi mà nói đến Tổng thống Donald Trump, khi mà chúng ta biết là có rất nhiều những sự gọi là chỉ trích hay là ủng hộ hay tranh cãi về những cá tính của Tổng thống Donald Trump hay những gì mà ông đã làm, thưa quý vị, thì phải nói đến đệ nhất phu nhân bà Melania Trump. Thì đời sống của bà Melania Trump như thế nào thì chúng ta cũng biết là chính bà phải cân bằng giữa đời sống cá nhân và nhận thức của công chúng. Sau 3 năm, đã được có một cái sự đánh giá là bà Melania Trump vẫn vậy, khi ấm áp, khi mang một khuôn mặt lạnh. Dù kết hôn với một ông chồng, mà ông chồng này lại là một ông chồng rất là sôi nổi, cũng có rất nhiều tiếng tai mà có những tiếng xấu và ngay cả cũng có thể có những tiếng tốt, thì bà Melania lâu nay, bà phải đối mặt với một định kiến rằng bà là một người xa cách, tách rời công chúng. Thậm chí có những người đã nói đến là bà đã bị mắc kẹt ở tòa Bạch Ốc. Cộng đồng mạng tin vào điều này đến mức mà nếu mà quý vị có chơi những cái dòng mà hashtag thì họ đã có đánh lên là hãy trả tự do cho Melania, free Melania. Từng có lúc những cái hashtag này đã được chia sẻ với một cái tốc độ rất là nhanh chóng, rất là chóng mặt. Melania Trump quyền lực phía sau cánh cửa của tòa Bạch Ốc như thế nào? Melania đã sống như thế nào phía sau cánh cửa của tòa Bạch Ốc? Đó luôn là một đề tài, một câu hỏi đã được công chúng quan tâm, bởi vì thật sự nó cũng rất là bí mật. Nhưng một cuốn sách sắp phát hành với tựa đề
Free Melania, The Unauthorized Biography của tác giả, và tác giả này có tên là Kate Bennett, sẽ phần nào giúp hé lộ những gốc rất mới về đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, Melania Trump. Melania có phòng riêng ở Tòa Bạch Ốc. Tư dinh của Tổng thống Mỹ là một cái tư dinh không nhỏ, chiếm khoảng 2.800 m² trên một cái tổng số 5.100 m² ở Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, cái cuộc sống ở tại đây không hoàn toàn giống như là ở nhà. Gia đình Tổng thống Mỹ không thể mở cửa sổ nếu chưa được cơ quan mật vụ đồng ý, và họ cũng không thể tự ý đi dạo quanh bãi cỏ khi mà an ninh chưa được bảo đảm. Nhưng một điều mà bà Melania Trump có chính là không gian riêng ở Tòa Bạch Ốc. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Trump và vợ không phải lúc nào cũng ngủ chung một phòng. Thực tế, đệ nhất phu nhân Melania Trump còn thích lưu lại phòng riêng của bà ở một cái tầng tách biệt. Cuốn sách này cho biết, Tổng thống Donald Trump ở tầng 2, còn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump ở tầng 3. Căn phòng trước đây thuộc về Marian Robinson, đó là mẹ của đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Bà Melania còn có một cái phòng này để làm đẹp, nơi mà bà làm tóc, trang điểm, cùng với một phòng gym riêng với mấy tập Pilates. Bên cạnh đó, bà Melania được cho là có ảnh hưởng với chồng hơn những gì mà trước đây công chúng chúng ta vẫn nghĩ đến. Năm ngoái, Mira Ricardo là cấp phó của Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, lúc bây giờ là ông John Bolton, đã từng làm rối loạn đội ngũ nhân viên tháp tùng Melania trong chuyến thăm mà bà tới châu Phi. Vì thế, Melania đã muốn Ricardo bị sa thải. Khi mà Tổng thống Donald Trump chần chừ chưa hành động, Melania chỉ đơn giản đưa ra một tuyên bố, và tuyên bố này là một việc làm chưa có tiền lệ như trước đây. Thông báo đã có đoạn, quan điểm của văn phòng đệ nhất phu nhân là Ricardo không còn xứng đáng với vinh dự được phục vụ trong Tòa Bạch Ốc này. Một ngày sau thì Ricardo đã bị sa thải. Bà Melania Trump cho thấy bà hoàn toàn có một cái khả năng làm khuynh đảo nhân sự cánh tay của Tòa Bạch Ốc. Theo nguồn thạo tin, Melania Trump thường xuyên tham gia vào những quyết định của chồng, cả về chính trị lẫn cách mà ông quản lý đội ngũ nhân viên. Bà thường thảo luận với chồng qua điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày. Ở bên phía cánh đông, bà hiển nhiên cũng có ảnh hưởng. Melania là người đã ra quyết định sa thải nữ tổng quản của Tòa Bạch Ốc là Angela Reid, người đã được cụ đệ nhất phu nhân Michelle Obama thuê. Theo bạn bè và những nguồn tin của những vị cựu quan chức của Tòa Bạch Ốc, thì mối quan hệ giữa Melania và Ivanka, con gái của Tổng thống Trump với người vợ đầu, đã không còn thân mật như trước đây. Dù một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã nói là hai người Melania và Ivanka vẫn ổn và ủng hộ lẫn nhau, nhưng phía sau hậu trường, việc con gái của Tổng thống Trump thỉnh thoảng tham gia vào những hoạt động vốn thuộc về trách nhiệm của đệ nhất phu nhân cũng gây ra không ít những tình huống kịch tính. Từ cách họ giải quyết truyền thông xã hội cho đến cách một người bước vào ánh đèn sân khấu khi không có người kia bên cạnh, tất cả đều xuất hiện, đều cho thấy những vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người phụ nữ gần gũi và có ảnh hưởng nhất đối với Tổng thống Donald Trump. Khi mà nghe Lệ Ngọc kể tới ở đây, quý vị nghĩ như thế nào? Tổng thống Donald Trump với vai trò một người chồng đối với Melania Trump và một người cha đối với con gái của mình, Ivanka Trump, cái tình cảm nó sẽ đưa đến một cái giải quyết như thế nào? Thì mọi người chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ, một cái suy ngẫm. Không dễ gì đâu, phải không quý vị? Những nguồn tin tiết lộ rằng những chuyến công du quốc tế của Ivanka Trump thường khiến cho đệ nhất phu nhân Melania Trump có một cái cảm giác là Ivanka đang lấn sân của bà. Và Melania có thể đã dùng chính những bộ trang phục khoác lên mình để gửi đi một thông điệp cảnh báo. Khi mà Lệ Ngọc kể tới chuyện này, chắc quý vị còn nhớ. Bà Melania
đã mặc chiếc áo với thông điệp gây tranh cãi khi tới thăm trẻ em nhập cư đã bị tách ra khỏi cha mẹ tại một cơ sở giam giữ ở Texas hồi tháng 6 của năm 2018. Quý vị nhớ chiếc áo khoác màu xanh Really Don't Care, Do You? Tác giả Bennett đã suy đoán chiếc áo khoác màu xanh gây tranh cãi với dòng chữ Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn, mà đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump mặc trong một chuyến thăm trẻ di cư trong các cơ sở giam giữ hồi tháng 6 năm 2018. Thực tế, được biết, đó chính là thông điệp dành cho Ivanka Trump. Trước đó chúng ta đều có những cái suy nghĩ khi mà nói đồn đoán, dự đoán thì mọi người đều có những cái đồn đoán rất là khác biệt. Nhưng mà lần này chúng ta biết đó chính là thông điệp dành cho Ivanka. Và thưa quý vị, Bennett, tác giả cuốn sách này đã viết là Bennett đã tin rằng chiếc áo khoác là lời châm chọc nhắm vào Ivanka, cũng như những nỗ lực gần như là liên tục của cô ấy nhằm liên hệ bản thân với mọi hoạt động trong chính quyền. Tuy nhiên, thì tòa bạch ốc khẳng định thông điệp trên chiếc áo nhắm tới giới truyền thông, và bản thân của Melania Trump cũng giải thích những dòng chữ trên chiếc áo khoác là điều mà bà muốn nói với những gì từ những giới truyền thông và những người luôn chỉ trích bà. Thì chúng ta thấy điều nào là điều đúng? Mọi người chúng ta không thể nào xác định được, trừ riêng một người, đó chính là đệ nhất phu nhân bà Melania Trump. Và trong ngày hôm nay, khi mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những chi tiết cuốn sách viết về Melania Trump, đời sống của bà trong tòa bạch ốc, thì thưa quý vị, còn có một cái chi tiết khác của Melania Trump cũng đã gây ra một cái sự tranh cãi, cũng không riêng Melania mà ngay cả Tổng thống Donald Trump nữa. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy có quá nhiều những sự tranh cãi. Và lần này thì thưa quý vị, theo cuốn sách mà xuất bản trong ngày hôm nay, thì cái chi tiết này đó là chi tiết ảnh khỏa thân trong sách về Melania Trump đã gây ra tranh cãi. Và đệ nhất phu nhân đã nghi ngờ đó chính là cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump đã đứng sau vụ rò rỉ ảnh khỏa thân của bà năm 2016, nhưng tòa bạch ốc đã phủ nhận. Khi nói đến những bức ảnh khỏa thân của bà Melania, thì những bức hình này được chụp vào năm 1996 và xuất bản một năm sau đó trên một tạp chí Pháp. Tháng 7 năm 2016, chỉ có 3 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông Donald Trump là người chiến thắng, thì ngay lập tức tạp chí New York Post đã đăng những tấm ảnh khỏa thân này. Lúc đó, ông Donald Trump còn bị dính vào một vụ tranh cãi với gia đình của một người lính tử trận tại Iraq năm 2004. Và ông Roger Stone, cố vấn lâu năm của ông Donald Trump, khi đó Roger Stone không đóng vai trò chính thức nào trong chiến dịch của Donald Trump, nhưng giữ một mối quan hệ thân thiết với ông Donald Trump. Bản thân của Roger Stone từng được xem là bậc thầy, đã dùng đời sống cá nhân của chính Stone để tạo sống một dư luận, thường được xem là phương tiện để đánh lạc hướng. Trong cuốn sách Free Melania, The Unauthorized Biography mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, thì Kate Bennett, phóng viên của CNN, đã viết rằng Melania không tin là chồng của bà liên quan đến vụ rò rỉ của những bức hình khỏa thân. Melania không bình luận về những bức ảnh khỏa thân rơi vào tay của tờ báo Lá Cải và xuất hiện trên trang bìa, nhưng bạn bè nói bà nhất mực không tin là chồng mình Trump lại làm vậy. Còn đối với Roger Stone thì bà không chắc lắm. Đó là những gì mà Kate Bennett đã viết trong cuốn sách. Những bức ảnh khỏa thân khác của Melania Trump chụp trên máy bay của Trump được đăng trên tạp chí GQ vào năm 2000. Trump đã yêu cầu gửi những bức ảnh đó đến văn phòng của ông, và Kate Bennett đã đặt ra một cái giải thuyết trong cuốn sách về việc rò rỉ những tấm ảnh này, những bức hình khỏa thân, rằng là Trump đang cố gắng đương đầu với một tuần lễ tồi tệ nhất trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, thì ông Trump vào năm 2016 đã nói rằng những tấm ảnh khỏa thân của Melania
được chụp cho một tờ báo tạp chí châu Âu trước khi mà ông quen biết bà. Vào thời điểm vợ ông là một trong những người mẫu thành công nhất và bà đã chụp rất nhiều ảnh, bao gồm ảnh bìa và ảnh cho các tạp chí lớn. Và Tổng thống đã nói rằng ở châu Âu thì những tấm hình khỏa thân như vậy rất thời thượng và rất phổ biến. Phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử vào lúc đó cũng tuyên bố không có gì phải xấu hổ về những bức hình khỏa thân của Melania Trump. Roger Stone thì phủ nhận tuyên bố của Kate Bennett, trong khi mà Tòa Bạch Ốc đã khước từ quyển sách theo thông báo đã phản hồi từ tờ Guardian. Giữa tháng 11 này thì Stephanie Grisham, thư ký của báo chí của Tòa Bạch Ốc đã nói là Tổng thống Trump rất bất ngờ về quyển sách của Kate Bennett. Văn phòng của chúng tôi đã làm việc với Kate bằng thiện chí về cuốn sách và nghĩ rằng bà ấy sẽ làm một việc rất là trung thực. Đáng buồn thay, cuốn sách lại bao gồm rất nhiều chi tiết và những ý kiến sai lệch, cho thấy là Kate Bennett đã nói chuyện với nhiều người vô danh, không biết gì về đệ nhất phu nhân. Đó là những gì mà Stephanie Grisham đã tuyên bố trong một thông báo. Và sự nghi ngờ đề cập trong cuốn sách của Kate Bennett sai lệch rõ ràng và hoàn toàn phi logic. Đó là những lời của vợ của ông Roger Stone, đó là Nydia, đã phản hồi về cuốn sách, khẳng định là bà Nydia và Roger Stone đã quen biết Melania từ khi mà đệ nhất phu nhân bắt đầu hẹn hò với lại Donald Trump. Và bà Nydia đã lên tiếng là không ai ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống mạnh mẽ hơn là Roger Stone, và việc rò rỉ bất cứ thứ gì sẽ làm hỏng đi cái triển vọng được bầu của Tổng thống Donald Trump. Và hiện nay thì quý vị cũng đã biết là Roger Stone đang bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của cựu công tố viên đặc biệt Mueller về việc Nga bị nghi can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, và ông Roger Stone đang chờ để mà tuyên án như thế nào. Và Kate Bennett đã viết rằng quãng đời đó đã khiến cho Melania cảm thấy nhục nhã, bất tài, xấu hổ và sợ hãi cho đứa con trai nhỏ của bà, đó chính là Baron. Và Kate Bennett, tác giả của cuốn sách này, đã mô tả là Melania đã vượt khỏi khuôn mẫu của một người, của một cụ người mẫu, và đề cập rằng là Melania Trump là người tốt bụng và ấm áp với lại nhân viên của Tòa Bạch Ốc. Và thưa quý vị, cuốn sách này nếu mà quý vị cảm thấy thích, quý vị có thể lên mạng để mà quý vị mua để tìm hiểu thêm đệ nhất phu nhân Melania Trump, quyền lực phía sau cánh cửa của Tòa Bạch Ốc như thế nào. Thưa quý vị, đó cũng là câu chuyện mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington. Xin kính chào quý vị.